Xin chào các bạn đã quay trở lại với video của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chậu hoa rất là đơn giản và đẹp nhé. Từ nguyên vật liệu, phế liệu mình tận dụng được. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên vật liệu nhé. Cũng có một số cái thì mình phải mua, còn một số cái thì mình tận dụng được từ những đồ phế thải ấy. Đây mình có xốp nỉ cám màu này. Dụng cụ của mình thì gồm có xi măng, keo, kéo và que nhé, cái xiên mình làm. Thân cây cành cành hoa. Bây giờ mình sẽ cùng làm cho các bạn xem nhé. Trước tiên để làm được thì mình sẽ cắt cái cành hoa này ra trước nhé. Để tí nữa mình cắm. Có màu gì thì mình sẽ làm màu đó. Mình có cái chai màu này thì mình sẽ làm màu này cho các bạn xem nhé. Mình sẽ dùng cái này mình cắt ra. Thank you.
Chuẩn bị đúng số hình này là tôi đã mình cắt nhé. Sẽ tính theo cái độ cao thấp của cái nhánh hoa. Mình sẽ làm ba cái nhánh cao. Cái chậu hoa thì là mình cho vào đây mình cắm nhé. Mình sẽ cắt cánh hoa. Hình trái tim này nhé.
cm là bao nhiêu nhá. Mình cứ cắt khoảng ước lượng theo của mình thôi. Theo cái hình trái tim này các bạn.
Đây, ngồi đây chơi con thỏ nhá, không được móc mắt ra nhé chưa? Nhớ chưa? Chú thỏ con ơi, chú thỏ con nhỉ? Chơi hai ba con này thôi, đến đây chơi con gà này, nuốt cơm đi, nuốt cơm. Nhai nuốt luôn. Mình sẽ cắt nhị các bạn. Mẹ nhá. Em xem con thỏ nó, con thỏ màu gì đấy? Màu vàng. Màu hồng. Con gà màu gì? Này có bạn tôm lên đây, bạn nghỉ các bạn. Tôm ăn nhanh. Lại đi à? Ra đây mẹ bật quạt cho nó mát này. Hết bút rồi, bút hết, mai mẹ mua nhé, đi ra đây. Kiên nó không cho mượn. Rồi hò gà. Vất ra đấy là mẹ đánh đấy. Nuốt cơm đi. Ngồi xuống đi đây vấp. Không nghe không? Cho xuống với chị Phương nha. Mẹ cho xuống nha. Có xuống không? Hả? Đây là cái này.
bông hoa các bạn nhé. Hai màu nào. Chưa ạ? Ừ. Một cục ông bắt đấy, đứa nào hư là ông bắt luôn. Có sợ không? Sợ. Sợ thì ngồi ngoan nghe chưa? Ngoan. Không ông Tân ông bắt đi nè. Bắt không có chỗ đâu mà về. Ông bắt mẹ làm sao vậy ông Tân ơi? Sao vậy? Làm gì có ai? Luôn chưa? Thế mà không ngồi ngoan làm việc gọi ngay ông Tân ông đang ở chỗ này. Bắt luôn. Thế rồi đây mấy chân? Có 4 chân này. Thỏ có 4 chân à? Ừ, con là 4 chân. Con thỏ có 4 cái chân à? Bà không Tân đấy, ngồi vào chỗ quạt mát nha. Không bắt mà mẹ không xin được đâu. Hay không thích ở nhà? Thích đi với ông Tân đấy gì? Thích đi với ông Tân không? Thôi.
đấy để mẹ làm. Buốt chưa? Đừng có nghịch vào đấy hả mô mẹ? Cắt cái cánh hoa này là theo hình trái tim. Cái gì vậy tôm? Xúc miếng cơm cho vào mồm đấy. Em mà nghịch của mẹ đi mẹ đánh đó. Công tân ấy, ra đi con chó kìa. Mẹ bảo ông về đi, con tôm ăn rồi. Ngồi im không cần đấy đấy mà đứa nào bảo bị ông bắt đấy khóc đấy thấy chưa. Không biết ông bảo ai đó không em đang khóc mà không phải.
sao? Cơm cũng giỏi nhỉ. Em uống nước cũng giỏi nữa. Mũi mũi mũi. Câu mời. Tôi biết rồi. Hoa xong làm mặt thọ cho tôm nha. Bóp vài tôm, bóp vài tôm chuột nó vào nó cắn chết đấy. Cái gì đấy? Tôi đang xem cái gì đấy? Không biết. Ngồi gì? Em nằm mà ngủ mẹ rồi. Chết rồi đâu? Đây. Chết rồi. Ra ngay.
ngồi xuống đây ngay không mẹ đánh. Ngày sau mình sẽ đi cắt lá nữa ha. Mình sẽ gấp lá xéo này mà mình cắt nhé. Nuốt chưa? Ôi đau quá, đau quá. Thôi.
tôm. Hả? Thế gọi một tuần không? Bắt thì luôn. Chơi với ai? Không chơi với ai? Không chơi với anh Thiên Thị Phương nhỉ? Đánh em đúng không? Đánh em, không muốn em buồn. Không buồn. Nhớ bà đi. Nhớ bà. Nhớ bà đi đâu? Nhớ bà, bà đến gửi anh. Đến làm gì? Xong, cắt xong cái lá nha, bây giờ mình sẽ ghem lại nha. Sao con bỏ hết những cái gì vào đây của mẹ vậy?
im mồm. Tí nữa xuống lấy nha. Xong này xuống lấy nhá. Cho em mát thầy.
đây, cái đấy là cắn vào tay đấy. Thấy ông đang đứng gì cả. Rồi cái này nó kẹp vào tay cho thì lại. Mẹ ơi. Sao? Hay là thích nói chuyện này cho ông già. Từ từ mẹ xong mẹ lấy nước này em yêu nhá. Em yêu của ai? Chị Phương nữa. Ăn đi anh. Ra đây con chuột đấy. Anh ăn rửa tao mà. Thì để đấy tí anh kiên lên anh kiên rửa, cần gì con phải ra. Vào đây đổ đấy. Đi sao này? Sang ngồi quạt thì không muối nữa đâu. Bị nó đấy. Bật lửa cho mẹ chưa? Cho em thầy. Thầy gọi chọc vào đây nó gãy cái quả đấy.
không được lấy cái keo này của mẹ, nó dính vào tay đấy. Em sẽ xài luôn. Đi đâu? Mẹ ơi, em đi đâu? Dịch ra không, nó đỏ của mẹ. Đi bộ. Kìa, ông ta đang dọa mẹ chết rồi thôi chứ. Đến chỗ này ngồi nhanh. Tôm nó đến đây nó ngồi rồi, ông đừng có ấy nó nha. Nó không quấy nữa đâu. Đấy. Ông đi rồi này. Không là ông xoay đèn ông bắt này. Vậy là mình đã quấn xong được. Quấn xong là mình sẽ cắm vào mình nhá, để mình chỉnh sửa xem là còn thiếu cái gì. Rồi vào. Đang làm mày. Đây mùi tôm. Mùi xì. Này, này, này. Giờ đây ông Tân ông nhìn thấy đấy. Nó cắn cho con đấy. Thank you.
lên cận ngồi. Chị rửa xong đi cô mẹ vậy? Này. Em á? Sao em lại nghỉ của mẹ vậy? Em học bài chứ. Em quên à? Em đang học bài. Học bài gì? Để cắt thêm một bọc cho chỗ này. Không được học ở đây. Không được học ở đây à? Ừ. Em học ở đâu? Đấy, ngồi chỗ đây hả? Em không ngồi. Ơi, em ngồi đây mà. Không được ngồi đây. Em ngồi. Không là mẹ không cho chơi đâu. Em ngồi đây. Em ngồi đây mà. Mẹ đang đắp à. Đây, ngồi vào đây viết này. Đây, viết đây này. Cái chỗ cờ này to thì không viết. Cờ này to à? Chả biết được sao mà không biết được. Làm xong rồi cho em học bài đây nhá. Em đang viết bài.
là mình đã vừa hướng dẫn các bạn làm xong lọ hoa nhé. Nếu các bạn thấy đẹp thì hãy like và ủng hộ kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đâu cái nắp rồi. Nhưng mà đâu cái nắp của nó rồi.